Có chứ mẹ. Chứ bị làm ăn gì dưới Sài Gòn nữa, đang dịch nữa. Không. Cảm thấy Nha Trang rất là một nơi rất là đáng sống. Đúng rồi. Mẹ quay quay qua đây, người dân ở đây nhiệt tình. Nói chung là ở đây buổi sáng thì có rất là nhiều hoạt động như mấy cô tập thể dục nè. Dễ thương luôn á. Ủa chay ghê. Bình minh ở đây đẹp lắm nha mọi người ơi. Biển hôm nay khúc này rất là vắng. Tại thường thường là sẽ có khách Trung Quốc, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Tập hả? Tập cái gì? Ok. Bụng lại, cơ đùi lại để khỏi bị đau lưng nha. Nhiều khi làm PT tương lai á. Mở ra đây hả? Ôi đẹp quá. Mặt lên. Khung cảnh của Nha Trang. Ủa một lần là phải làm mấy hiệp vậy? Không, chỉ làm một lần thôi. Người thẳng, mông mông thẳng luôn. Không để cao gì, đó để thẳng vậy luôn. Hai tay sát lại cho có lực. Cổ lên, cổ lên. Cổ lên, mất 2 giây rồi. Cổ lên, đâu nó mới đẹp được bây giờ. Không chịu không nổi. Lên rồi đi, sắp rồi, sắp tới rồi. Mày tới gì đâu biết vậy. Không chịu nổi. Rồi nhảy bài đấy. Nhảy bài luôn. Ờ. Được. Trời ơi, hồi đó nó trong công ty nó nhảy đẹp chứ công ty mà. Dancer. Lố. Hay mà. Yo, Hải và đẹp nhiệt tình lên. Mép bệnh ghê mày. Được. Mặt mày nhây quá. Đẹp hơn teo á. Nắng lên rồi. Ủa sao nó nãy giờ? Sao nó nãy giờ đi chạy bộ mà sao mấy đứa không chạy đi bộ không đi mấy đứa? Chạy đi cho nó chạy đi. Silent vào buổi sáng đó mọi người. Thay vì buổi sáng nha mọi người. Mấy cái con này thiệt á. Buổi sáng đây rất là đẹp nha. Phía trong như kìa. Các bạn có thể xong màu rất là đẹp. Rồi giới thiệu đi bạn. Hi, xin chào mọi người. Đây là quán cháo của tụi mình rất là hay ăn. Ở đây đỡ được 20 năm rồi. Cháo đây cháo kỳ ngon. Tôi chẳng ăn nè. Mùi không chịu sạch sẽ, mùi không sạch sẽ, mùi rỉ. Ăn gì nè. Không, xin cho múc cho múc. Ăn dữ không? Bỏ. Đâu uống lưỡi vậy, uống lưỡi. Vì mà các bạn ăn nha. Cái hạt cháo nó rất là nhuyễn. Mà
ngon. Không biết tối sao gì mà ngon. Em thử thôi. Thúc thì sụp vô. Em có cảm thấy là mỡ nó tràn hết những cái nội tạng trong cơ thể em. Ngon. Xe của bạn đó nè. Nó kiếm được tiền xuyên đó mọi người. Mình vừa mới đi ăn về. Hình như là nếu mà ai ăn no, thường thường người ta sẽ rất là buồn ngủ. Và mình đang trong giai đoạn như thế này. Tự nhiên đi về, vì mình dậy sớm quá, xong rồi mình đi ăn sáng. Xong rồi bây giờ buồn ngủ dễ sợ luôn. Mà cho khoảng một tiếng nữa thì tụi mình thì mình sẽ đi make up xong đi chụp hình ở nhà bạn của mình. Lát nữa thì mình cũng sẽ quay lại cho mọi người xem. Như mọi người đã thấy đó, thì hồi sáng nay mình đi biển thì các bạn thấy là mọi hoạt động của những người dân ở đây thì cũng rất là bình thường. Và họ sẽ kỹ hơn một xíu là họ mang khẩu trang. Còn nhất là Trung Quốc thì mình sẽ không thấy một ai nữa luôn, vắng bóng từ bi luôn. Và ngoài ra thì mình sẽ thấy một ít khách Nga. Tại vì khách Nga hiện tại thì vẫn còn ở Nha Trang rất là nhiều. Mình thấy cái cuộc sống ở Nha Trang á, nó đã quay trở lại cái nhịp của những năm về trước. Cũng khá là lâu rồi, cái lúc mà mình còn học cấp 3 đó. Nhưng mà những cái năm lại đây, những cái năm gần đây thì cái việc phát triển du lịch, mở cửa đón Trung Quốc thì nó cũng mang lại rất là nhiều lợi nhuận cho nhân Nha Trang, đặc biệt là những người buôn bán. Và chính là vẫn là kinh doanh khách sạn, du lịch gì đó. Nhưng mà bây giờ với cái tình cảnh này thì mình thấy là mọi người cũng đang rất là khó khăn. Đúng là mình không thích Trung Quốc thiệt, nhưng mà mình cũng không phủ nhận là Trung Quốc đã giúp đỡ rất là nhiều cho cái nền kinh tế về du lịch, cho cái nền lợi nhuận du lịch ở Nha Trang mình. Đây là nơi mà mình hay tới để make up, và cứ mỗi lần như vậy là mình sẽ tìm lại được một cái hình ảnh mới cho mình. Và đây cũng là một ví dụ điển hình nè. Trong lúc chờ bạn kia làm thì mình sẽ ăn trưa trước. Hôm nay thì mình sẽ ăn mì Ý với sốt kem thịt thun khói. Từ sau khi mà mình trở về nhà thì hầu như là mình không thể nào kiểm soát được cái cân nặng của mình luôn. Tại vì mình ăn được rất là nhiều và mẹ mình nấu rất là ngon, cho nên mình không thể nào bỏ bữa được luôn á. Lúc này là mình tầm khoảng 55-56kg nè. Và hy vọng là sau khi trở lại Sài Gòn thì mình sẽ cố gắng giảm cân, giảm được khoảng tới 51-52kg. Trở về nhà lúc xế chiều và có hơi đói một chút, cho nên mình rủ em mình đi ăn kimbap. Mình chọn cơm cuộn mực với lại cơm cuộn chả bông cá hồi. Cùng với một chén súp rong biển. Đồ ăn ở đây cũng khá là ngon và giá thì cũng khá là rẻ, các bạn có thể thấy ở menu nè. Như bạn thấy là trên video thì mình ăn khá là ngon miệng, là tại vì thực ra thì mình không có chê món nào hết, món nào mình cũng có thể ăn được hết, miễn là nó ngon. Cơm cuộn ở đây thì cũng khá là mềm, mình ăn thì mình thấy bay mùi mực rất là rõ. Còn chả bông cá hồi thì cũng đậm vị, cũng rất là vừa miệng. Phô mai que ở đây thì cũng khá là ngon, giòn và phô mai cũng khá là nhiều, khá là thơm. Mình rất thích ăn phô mai que, nhưng mà thật sự là lâu lâu mình mới đụng tới món này, tại vì nó sẽ không tốt cho sức khỏe, cũng như là nó sẽ làm cho mình mập lên. Nói đến những món ăn vặt nổi tiếng nhất ở Nha Trang thì không thể không nhắc đến món kem flan Tháp Bà. Nó là ngon, nó vừa miệng, nó không quá ngọt, mà hạt đá rất là mềm, ngon cực kỳ luôn á. Bây giờ thì mình sẽ thử qua kem lăng nha, kem lăng. Kem lăng ở đây nó rất là nổi tiếng luôn, tại vì nó thơm mùi trứng khá là rõ. Mấy chỗ khác á, hầu như ăn kem lăng á, các bạn sẽ không thấy được cái mùi trứng đâu. Nhưng mà ở đây thì ngon. Cái nước cà phê rất là vừa phải. Ra năm xương luôn. Cái đâm xương này rất là đậm vị.
thì mình ăn á, mình cảm nhận được có mùi sữa này, mùi nước dừa, mùi sữa nước dừa, mùi cà phê với lại mùi dứa là rõ nhất. Nói chung là rất là thơm, rất là vừa miệng, không quá ngọt. Mình ghét ngọt lắm, ngọt vừa vừa thôi, nếu mà ngọt quá thì nó sẽ gắt cổ lắm luôn á. Nhưng mà nói chung là ngon. Bạn nào mà tới Pháp Bà ăn Kim Lăng thì nhớ tới quán này nha. Sau đó thì mình sẽ đi dạo ở trên cầu Trần Phú để về nhà. Thường buổi chiều thì tụi mình sẽ hay đi dạo trên con đường này, vừa hưởng gió biển mà còn được ngắm hoàng hôn buổi chiều nữa, rất là đẹp luôn. Nhìn bên tay phải thì đối diện với cầu Trần Phú sẽ là cầu bóng hướng ra khu tham quan tháp bà Ponagar. Sau đó thì em mình rủ qua chợ Sống Mới để mua một ít ốc về lễ ăn. Ở Sài Gòn thì mình cũng ít ăn món này lắm, không hiểu sao ăn kem flan, ăn da u, rồi ăn ốc nữa. Nhưng mà bây giờ thì Vi lại đói lại rồi và tụi mình quyết định là đi ăn gỏi ở Hàng Thuyên. Mỗi dĩa gỏi này thì khoảng tầm 15.000 thôi, rất là rẻ. Ở Sài Gòn thì chắc cũng có nhiều nơi bán cái món gỏi này rồi. Ở Nha Trang thì cũng có nhiều nơi bán gỏi, nhưng mà mình thấy là cái quán này có vẻ là nổi tiếng nhất. Ăn hết bánh rồi và đây là cái dĩa bánh mà tụi mình gọi thêm nè. Trời ơi, quá nhiều luôn. Khi mà mình ăn hết cái dĩa bánh này luôn. Ba nước gỏi chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn một xíu và chấm với bánh phồng tôm thì cực kỳ ngon luôn. Và tụi mình đã chén hết dĩa luôn. Sau đó thì tụi mình gọi thêm hai tàu hũ đá. Mình ăn thì mình thấy nó giống như là tàu hũ mà có pha bột một chút gì á. Và nó hơi lợ lợ chứ không quá ngọt. Mà không ngon lắm. Nó ở mức bình thường.